Đặt hả? Nữa lại cho táp nữa. Ngày nào cũng được táp hết. Một ba làm chi một. Chờ xíu. Còn đi. Có. Xíu cái nhỏ thôi, cắt ra là vừa. Chứ mọi người ăn không no rồi về kiểu có ăn miếng cho bú chứ bánh ăn ớt. Có lòng mua thì cái lòng ăn thôi chứ không chịu. Ủa, em qua lần hai rồi đó. Thôi được rồi.